Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá tới game đầu tiên nào. Traffic Reader. Let's go. Ok. Let's go. Oh man, ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game tiếp theo. Fresh Edge. Đây. Let's go. Thank you.
Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Need for Speed Most Wanted. Let's go. Ok, tiếp tục nào. A Fire Engine. Let's go. Go.
Rồi, tiếp tục nào. Và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái thứ 5. Let's go. Rồi sau đó các bạn có thể nâng cấp cho xe của mình khỏe lên. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái tiếp theo. High Cream Reaction Shoe. Let's go. Rồi mình sẽ xem xong cái kia có không. Lâng cấp những cái này lên nào. Okay. Và đây các bạn có thể nâng cấp cho chiếc xe của mình khỏe thêm. Ok.
Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang từ game tiếp theo. CR Rushing 2. Đấy là một tựa game đua xe khá đẹp trong những năm vừa qua. Mình sẽ vào lại xem như thế nào. Lần cấp full của chiếc xe này rồi. Wow, xe đua này mà không ăn lại thì xem chưa. Ăn lại quả vừa rồi thì rất là ngon, rất nhiều tiền luôn. Let's go. Okay, đã thành công. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Risk Rushing 3.
qua là xe lăn, rất nhiều đường qua. Cái này có thể là nâng cấp rất là khỏe rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ phải nâng cấp lên top 2. Ok. Khi đua thì các bạn có thể nâng cấp cho xe của mình khỏe lên. Thì khi sức khỏe thì mới đua được những chặng đường tiếp theo. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển sang tự kênh tiếp theo, Review Racing. Let's go. Sẽ có update gì không? Chưa đủ tiền. Soft. Làm nhiệm vụ tiếp và nâng cấp cho xe của mình khỏe lên. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Rush Rally 3. Let's go. Five left, 60 feet. One right, 200.
Ok. So let's go. Taxi Sim 2020. Ở đây các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng taxi, sau đó thì sẽ đi chở những con người đang cần đi đâu đó để các bạn kiếm tiền. Vào đây. 10 giờ đêm đi. Let's go. Are you sure this is the fastest route? Rock Radio 89. Do you know any shortcuts? Pedal to the metal. Tiếp tục là đi tìm kiếm những con người khác tiếp theo. Đây, một anh chàng này đang cần taxi. I like your car. Are you there yet? Okay, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Campbell và Speech. Let's go. Thank you.
Ok, mình xin phép thử clip tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.